Chào mừng thầy và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm H4 chúng em ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Thương. Xin đại diện nhóm H4 trình bày bài thuyết trình một phương pháp nghiên cứu khoa học. Giáo viên hướng dẫn thầy Lê Mạnh Hà. Nhóm chúng em gồm có 6 thành viên: 1. Phan Khánh Linh, nhóm trưởng; 2. Đào Thị Như Quỳnh; 3. Nguyễn Bảo Ngọc; 4. Trần Thúy Án; 5. Nguyễn Thị Quỳnh Thương; 6. Nguyễn Thị Huyên. Chủ đề thuyết trình của nhóm chúng em ngày hôm nay là dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội ở tiểu học theo hướng tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực học sinh. Tác giả Lê Thị Thanh Hà. Bài thuyết trình của chúng em gồm có 7 phần: 1. Lý do chọn đề tài; 2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài trong bài báo; 3. Mục đích của chủ đề; 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu; 5. Nội dung và mục đích nghiên cứu; 6. Kết quả bài báo; 7. Hướng phát triển tiếp theo. Lời giới thiệu: tích hợp là một trong những khuynh hướng giáo dục đã được thực hiện thí điểm lần đầu tiên ở Mỹ và trở thành một hướng giáo dục và dạy học có hiệu quả được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Những ưu điểm của nó là tránh được sự trùng lặp kiến thức, giảm tải được nội dung dạy học và số lượng môn học, đồng thời phát triển được cho học sinh các kỹ năng tư duy tích cực, sáng tạo trong việc huy động vận dụng tri thức để giải quyết các nhiệm vụ học tập hoặc các tình huống gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Dạy học tích hợp là định hướng quan trọng được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phải tích cực triển khai nhân rộng ở tất cả các cấp học, được coi là phương thức hiệu quả nhất để thực hiện dạy học phát triển năng lực cho học sinh. Lý do chọn đề tài: trong bối cảnh khoa học phát triển như vũ bão, nhân loại bước sang giai đoạn công nghiệp 4.0 hiện nay, theo luật giáo dục sửa đổi năm 2018, mục tiêu của giáo dục là phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, phẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người, Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên các cấp học cao hơn. Như vậy có thể thấy, môn tự nhiên và xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục, vì nó cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người. Nó trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người. Tuy nhiên, với việc dạy học định hướng nội dung như hiện nay, nhiều giáo viên không quan tâm đến việc hướng dẫn học sinh vận dụng những kiến thức đã biết và đã hiểu vào thực hành, liên hệ và ứng dụng vào các tình huống cuộc đời sống mà chỉ quan tâm đến việc cung cấp cho học sinh càng nhiều nội dung càng tốt. Hệ quả là học sinh có thể biết rất nhiều nhưng làm thì không được bao nhiêu, kiến thức rất uyên bạc nhưng thực hành rất lung tung, vùng vè. Để khắc phục được những hạn chế nêu trên, đòi hỏi người giáo viên phải chuyển đổi từ dạy học theo định hướng nội dung sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Vì mục tiêu cuối cùng của dạy học phát triển năng lực không phải là hệ thống kiến thức. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề bài trong bài báo: ý nghĩa khoa học, dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội ở tiểu học theo hướng tích hợp liên môn tạo một phương pháp hiệu quả trong việc truyền tải kiến thức cũng như để tiếp thu kiến thức. Ý nghĩa thực tiễn: ý nghĩa đầu tiên đó là giúp cho học sinh đỡ nhàm chán và có hứng thú hơn trong việc học. Ý nghĩa thứ hai, giúp phát triển những năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp và làm cho việc học tập có ý nghĩa hơn. 3. Mục đích của đề tài: môn tự nhiên và xã hội góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển tình yêu con người, thiên nhiên, tính chăm chỉ, ý thức bảo vệ sức khỏe, thể chất và tinh thần của bản thân, gia đình, cộng đồng, ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản, tinh thần trách nhiệm với môi trường, môn học, đồng thời góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tự tin tự nhiên và xã hội, nâng cao chất lượng dạy và học tập ở các em học sinh. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu của đề tài là hướng đến tích hợp liên môn của học sinh tiểu học trong môn tự nhiên xã hội. Phạm vi nghiên cứu: khi chọn đề tài này, phạm vi nghiên cứu chúng tôi muốn hướng đến đó là toàn bộ học sinh khối tiểu học. Nội dung nghiên cứu: tích hợp là sự kết hợp một cách hữu cơ có hệ thống kiến thức của nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau vào trong một đơn vị kiến thức cụ thể, môn học, trường học, bài học để làm thành một nội dung dạy học thống nhất, sao cho học sinh sẽ có được hệ thống tri thức, kỹ năng tối đa và được hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực một cách hài hòa, toàn diện. Dạy học tích hợp là định hướng dạy học
trong đó giáo viên tổ chức hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập, đời sống, thông qua đó hình thành những kiến thức, kỹ năng mới, phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và trong thực tiễn đời sống. Nội dung nghiên cứu các nguyên tắc tích hợp để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. Khi thực hiện dạy học tích hợp, người dạy cần tuân thủ các nguyên tắc sau đấy. Nguyên tắc thứ nhất, tích hợp nhưng không làm thay đổi đặc trưng của môn học, không biến bài học bộ môn thành bài học có nội dung chính là nội dung tích hợp. Nguyên tắc thứ hai, khai thác nội dung cần tích hợp một cách có chọn lọc, có tính tập trung vào chương, bài, mục nhất định, không tràn lan tùy tiện. Nguyên tắc thứ ba, phát huy cao độ vốn hiểu biết kinh nghiệm học sinh đã có và thúc đẩy được tính tích cực nhận thức của các em, tận dụng tối đa mọi khả năng để học sinh được tiếp xúc, tiếp cận với các vấn đề liên quan đến nội dung cần tích hợp. Mục tiêu chúng đó là xây dựng và làm bộc lộ rõ mối quan hệ liên môn về nội dung kiến thức giữa các môn học trong chương trình tiểu học, tạo cơ sở để giáo viên mạnh dạn tự tin tích cực tìm hiểu và thực hiện đổi mới trong dạy học, giúp giáo viên tiểu học hiểu rõ ràng dạy học tích hợp luôn là định hướng đúng đắn quan trọng để thực hiện đổi mới nội dung phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh. Yêu cầu chúng, giáo viên phải nắm vững toàn bộ nội dung dạy học của các môn tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử và địa lý, và nội dung dạy học của các môn học khác nhau của lớp mình đang dạy, đồng thời phải nắm được nội dung dạy học những môn học này của các lớp trước đó nhằm xác định những bài học có liên quan đến kiến thức của môn tự nhiên và xã hội sẽ giảng dạy để khai thác và tích hợp lồng ghép thì mới đạt được hiệu quả. Cách thực hiện mục đích và yêu cầu chúng của đề tài. Thứ nhất, đó là phân tích nội dung chương trình các môn học, xác định mục tiêu, nội dung. Thứ hai, đó là chọn bài dạy, xác định mục tiêu chính của bài học và mục tiêu sẽ tích hợp lồng ghép trong bài học đó. Thứ ba, đó là thiết kế cấu trúc nội dung bài học. Thứ tư, đó là tổ chức thực hiện tiết dạy. Thứ năm, đó là rút kinh nghiệm sau tiết dạy. Kết quả của bài báo, kết quả của học tập, môn tự nhiên và xã hội cần quan tâm cả ba mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ. Kết quả thứ hai, đó là công cụ kiểm tra đánh giá cần được xây dựng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học, kết quả học tập của học sinh được ghi nhận bằng nhận xét cụ thể của giáo viên, không ghi nhận bằng điểm. Kết quả thứ ba, đó là tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau thông qua các hoạt động học tập cá nhân, học nhóm và học cả lớp. Hình thức kiểm tra có thể là vấn đáp hoặc bài viết, có thể sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm hoặc từ luận ngắn. Hướng phát triển tiếp theo. Phương pháp thuyết trình. Thuyết trình là phương pháp dạy học, trong đó giáo viên dùng lời nói để trình bày, giải thích nội dung bài học một cách chi tiết, dễ hiểu cho học sinh tiếp thu. Phương pháp giảng dạy là giảng thuyết trình, trong đó dùng lời nói của mình để làm sáng rõ những khái niệm, thuật ngữ, bản chất, logic của một hiện tượng nào đó, những mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng trong tự nhiên xã hội. Phương pháp này thường được sử dụng trong bài học lĩnh vực, lĩnh hội, trí thức, mới về những vấn đề khó khăn, phức tạp mà học sinh không đủ khả năng tự tìm hiểu qua các hoạt động độc lập. Phương pháp này có hiệu quả cần lưu ý một số vấn đề sau. Lời nói của giáo viên phải rõ ràng, chính xác, linh động sau hình ảnh, tốc độ vừa phải, ngắn gọn, dễ hiểu đối với học sinh, sử dụng những từ ngữ đơn giản, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh nhưng không làm cho học sinh hiểu sai. Và bài thuyết trình của nhóm chúng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem hết video này.